my solo tripping puggy, single voyage serena puggy. Mình là người hướng ngoại, thu nhận và trao đi năng lượng từ mọi người xung quanh, nên việc đi du lịch một mình chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ, dù là ý nghĩ mong manh nhất. Rồi chả hiểu sao, tới một thời điểm, mình đi tới nơi mình yêu thích và tận hưởng một mình. Cứ đi một bước là mình lại được học thêm một kiến thức nào đấy. Với nhiều người, việc này quá là bình thường. Với mình, nó cũng bình thường thật, chỉ là mình cảm giác mình đã lớn hơn một chút trong suy nghĩ. Mình tự làm bạn với chính mình một cách thoải mái hơn. Mình tự tạo ra kỷ niệm cho bản thân một cách tự do hơn. Vì nếu cứ mãi cần người khác, có thể mình sẽ bỏ lỡ những thứ tuyệt vời mà mình không bao giờ biết được. Và chiếc vlog này cũng là một nhật ký du lịch và trải nghiệm du lịch Pagi ngắn ngày. Lưu lại khi bạn cần nha. My solo trip, my very first solo trip. There's someone watching me, bonjour. Mình và bạn sẽ đồng hành cùng nhau. Ok, let's go. Mình đã lên máy bay. Bây giờ sẽ là 12 tiếng đến Pháp. Ok, tôi và Puggy. Oh, it's already here. Từ từ nha. Ôi trời ơi. Oh, quên. Okay. Wow, looks amazing. Xin chào phòng. Phòng cho em vào tí nhá. Cái view của mình. Bánh qua xoài đầu tiên trong chuyến đi này. Ôi, hình như em. Sao chị ở Pháp ạ? Chán quá, chị múc sang đây đi chơi. Kiểu đổi vị trí làm việc. Em học ở Singapore nhưng em qua đây intern. À thế á? Hai. Đáng yêu vãi trưởng. Bỗng dưng lại gặp được một bạn Việt Nam, bạn đi qua. Sau bạn nói, ơ chị có phải là Khánh Vy không ạ? Kiểu wow. Đúng cái lúc mà đợt này mình đi á, mình không mang túi gì đi. Thế bỗng dưng là ở sân bay lại được các bạn tặng túi. Mình ơi là mình chỉ thích nhau túi tốt thôi. Vì nó tiện, nó thoải mái, vứt đâu cũng được. Túi hiệu có để trưng à. Let's go. Oh my god, my hair. Oh my god, I feel so terrible with my hair. Oh my god. Oh my god, cái nốt. Oh my god, cái chán của tôi. Oh my god. Thôi ok, do mình tóc xấu. Ok, do mình xấu. Kệ đi. Thế là từ một đôi chân bây giờ là hai đôi chân trên đường ở Pháp. Rồi, đây là khu vực mà có rất nhiều hàng quán, mọi người có thể đến đây ăn nhá. Je veux du gay pom, pistache, chocolat. Chocolat. Moi j'aime. Merci beaucoup. Hôm nay chị yêu hãy để em trả hết nha, em sẽ là phú bà trong đêm ngày hôm nay. Tôi sẽ là phú bà kiểu anh trong ngày hôm nay. Cứ mỗi lần tôi đến mãi. Ê, nhưng mà đến Pháp ấy là kiểu tiếng Anh của em cũng bay luôn. Tức là tiếng Pháp thì không biết, nhưng mà tiếng Anh cũng bay luôn. Yeah. Mình sẽ đi qua cầu. Cầu gì ạ? Cầu Phong Nấp. Hả? Phong Nấp. Phong Nấp. Em nghĩ là cái lưỡi em sẽ không thể nào là tiếng Pháp thật. Em không nói được tiếng Pháp. Phong Chúc em học đâu. Phong Chúc. Phong Chúc. Merci beaucoup. Thế mày học nhanh mãi. Ui. Ui đúng không? Ui hiểu. Ui. Ui. Còn không là gì? Non. 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 Thế nhau, mình đang đi qua cầu Phong Nấp. Đây là một cái cầu rất là xinh đẹp tại Pagi. Cầu này bắc qua dòng sông Sen. Và cầu này đã được UNESCO ghi nhận. Chị Kiều Anh có giải thích Nấp trong tiếng Pháp đó là số 9 hoặc là new là mới. Nhưng đây lại là cây cầu cũ nhất của Pagi. Đây là một sự đối ngược rất là thú vị ạ. Hi. Hi. The moon is pretty. Yes. This is the moon holiday today. Yes, yes, yes. Yes. You know that. Oh, so wow. Surprised. Wow. Wow. Happy moon holiday. Thank you. Thank you. Con thử xem nó như thế này, con sờ xem có được không? Con chào cô, con là Vân Quốc.
đây đây Hà Nội chính ở Hà Nội. Vâng. Cô đoàn em đi. À, chưa kịp rồi. Nghệ An. Vâng. Nghệ An mà tôi nói giọng quắc chuẩn như thế. Dạ. Excuse moi. Je vous dis que Nghệ An mặn lắm. Thế á? Ha, do cái lúc đấy cuộc sống chị nhà đấy sao? Ok. Chị Anh mới nói là Pháp là quốc gia tiêu thụ manga lớn thứ hai trên thế giới. Một trong những lý do giải thích tại sao cái quán ramen vừa rồi đông như vậy. Các loại bánh họ trưng bày cùng với rất nhiều bột mì với nguồn gốc xuất xứ khác nhau để mình cảm thấy yên tâm á. Hôm nay thì mình sẽ đặt cho một cái tên cho chủ đề ngày hôm nay, đó là đi khám phá những nơi liên quan về văn hóa lịch sử. Bây giờ chúng ta sẽ không có agenda cụ thể nhờ, cứ đi theo mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tới Bolero ở Busetulu. Có nhiều tảng đá nhấp nhô theo nhiều kích thước khác nhau như thế này. Tuy nhiên khi mà đứng trên các phòng trên này nhìn xuống thì tất cả mọi thứ đều bằng với nhau. Rất nhiều những sinh viên học về nghệ thuật và hội họa đều tới đây để thực hành hết. Đấy là những gì mình vừa research được. Đằng sau là nơi để mọi người tắm nắng này và mọi người đọc sách, mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Đây, mọi người thấy hàng người xếp hàng để vào bảo tàng Louvre không? Một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất Pháp và thế giới. Mình đặt trước vé để đỡ phải đợi chờ, vé dao động từ 15 đồng trở lên. Mua vé không cần đợi thì khoảng 25 đồng và bảo tàng không mở cửa vào thứ ba. Bảo tàng Louvre có diện tích rộng tới 210.000 m² với 3 khu vực chính: Sully, Denon và Richelieu. Tại dãy nhà Denon thì mình sẽ thấy Mona Lisa. Nhà mình thì có một bức tranh Mona Lisa từ ngày bé tới bây giờ, nghĩ rằng là cũng gắn bó với mình trong quá trình mình lớn lên. Tức là mình ở vị trí, ở góc nào á thì cũng cảm giác như nàng đang nhìn mình. Vào thế kỷ trước thì có một sự vụ đã diễn ra. Bức tranh này đã bị ăn cắp khỏi bảo tàng Louvre và người đàn ông đó đã giữ bức tranh này trong vòng 2 năm. Và tất cả mọi người đều xào đi tìm. Và điều đó cũng đã giúp cho bức tranh Mona Lisa càng ngày càng nổi tiếng hơn trên thế giới. Nó, chúng ta sẽ có thể nhìn theo một góc độ khác nhau rồi chiến tranh thế kỷ 16 và người đàn ông đi ra chiến trường. Nhưng mà lúc đấy thì không có thức ăn, không có lương thực, tất cả mọi thứ đều bị tàn phá. Thì lúc đấy người phụ nữ đã suy nghĩ là tại sao mình lại không cho người đàn ông cứu sữa của mình để họ có thêm sức lực, họ có thêm sức mạnh để họ chiến đấu. Ok, chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp. Hi, have a nice day. Where are you from? France. Where are you? I'm from Vietnam. What do you like the most about this museum? I would prefer Orsay, for example. Orsay? This afternoon I'm going to Orsay. Yeah, it's fantastic. Really? Yeah. It's closed? But I thought it's 6 p.m. It's closed now? 5 o'clock. Oh, such a pity. Đây là nữ thần chiến thắng. Nữ thần chiến thắng này là một cảm hứng từ nữ thần Nike, một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, tức là vẻ đẹp của một người phụ nữ. Người phụ nữ của chúng ta hoàn toàn có thể đại diện cho sự chiến thắng, hy vọng, khát vọng, tỏa sáng, cất cánh. Mình có để ý một chút đó là ở đây có rất là nhiều những điêu khắc mà có bộ phận của nam và nữ. Thời đấy người ta coi là cơ thể con người là một kiệt tác của đấng tạo hóa, và họ tôn trọng cơ thể con người và họ tôn trọng những cái đường nét của cơ thể con người. Lúc nãy mình rất là đói, nhưng mà đi bảo tàng này sau mình thấy không đói nữa, bởi vì cứ đi một bước là mình lại được học thêm được một kiến thức nào đấy hay cực. Và nhắc tới bảo tàng Louvre thì chúng ta không thể không nhắc tới kim tự tháp làm bằng kính rất là đặc trưng. Thời xưa ở dưới này là một cái kho, đúng không? Thì người ta suy nghĩ là làm như thế nào để có thể cho ánh sáng từ trên mặt đất xuống dưới kho. Bởi vì thời điểm đấy đèn đóng không có nhiều, thì người ta mới suy nghĩ ra là làm kim tự tháp và làm bằng kính trong suốt để ánh sáng có thể rọi thẳng xuống dưới hầm. Smart move. There is a life valley in this city. Je voudrais prendre la place cela. Comme ça. Halloumi. Oui. Paprikan kebab. Et spaghetti vegetarien. Oui. Ça
c'est tout. Merci madame. Et voilà, merci beaucoup. Mesdames, nhớ gì mình có thể thêm ketchup được không? Nó bảo là mấy ăn pizza mì hay là mấy ăn ketchup. Excuse-moi, pouvez-vous m'aider d'ajouter l'eau romain ou thé, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. What? He gave me the phone to give me the phone. You must be kidding, you're kidding. No. I'm not kidding. Je pense. Je pense. Je pense. I think. Vous écoute. Vous écoute? I'm listening to you. Mới vào đây thấy là một bảo tàng nào đó mà họ vẫn cho vào được 30 phút nữa. Excuse me, still in? Thank you. Yes. Yeah, I'm from Vietnam. I do television. Thank you, merci beaucoup. It's beautiful. You are beautiful. Oh, you are amazing. Time. Sorry, my English is bad. Oh, it's fine, it's fine. Where are you from? I'm from Madagascar. For skincare. Oh. Yeah. So, you do nothing or you do something, you're always beautiful. Shakespeare và Company được đánh giá là một trong những hiệu sách đẹp nhất trên thế giới, từng là điểm đến của các văn hào nổi tiếng. Từ Hemingway, tác giả Ông già và biển cả, tới F. Scott, tác giả Đại gia Gatsby đều đã từng tới đọc sách, viết văn hay là vẽ tranh. Tức là đi đâu mình cũng sẽ cảm nhận một chút là hơi nổi da gà hay là mình sẽ cảm nhận được một số năng lượng. Nhưng mà ở đây cái năng lượng yên lành vô cùng, cái năng lượng mình không biết nữa, năng lượng của tri thức ấy. Voilà. 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 Oh my gosh. You're the food? Yeah. Yes. We Vietnam. Vietnam. Ah, I'm Vietnamese. Vietnam. I'm Vietnamese. Vietnam. Really? Yeah. You're Vietnamese? My mom is from Ho Chi Minh. Oh, really? Yeah. Oh my yeah. God. So cute. You look beautiful. Send it to your video. Fantastic energy. Just a lesson that I learned. And so it goes. Tables turn. And you're on your own. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. I'm better off. Khi mà kiến trúc sư Eiffel xây dựng xong cái tháp Eiffel này, và trong quá trình đấy thì rất là nhiều người dân Pháp họ không thích. Họ bảo là tại sao thành phố của chúng tôi đang đẹp như thế này lại có ở đây, có nhiều khách du lịch tới và rất là hay check in và chụp ảnh ở chỗ này. Xong mọi người mới bắt đầu nhận ra cái giá trị của tháp Eiffel tại thời kỳ là tức là có những người mình là vẫn có thể ngay ở tức lúc đấy á, không phải ai cũng một không phải ai cũng có thể nhìn thấy được giá trị. Thời gian sẽ là câu trả lời thích đáng nhất cho tất cả mọi thứ. Hãy cố gắng tin tưởng vào những gì mình đang làm. Đón là đã được đến Paris 2 lần rồi. Một cốc vang nóng. Mình chưa bao giờ uống vang nóng tại Paris cả. How much? 48. Can you discount, please? 45. Lower, please. Huh? Can you lower? Hi, businesswoman. Huh? 45 is good. Can we do like 35 or something? No, 35 is good. Please, summer student from Vietnam. I cannot catch the Uber. 39 39 40 39 please 40 is good 39 is fine as well yeah. 39 Mình búc xe đi tới Étretat, thị trấn ven biển thuộc bờ biển của Normandy nước Pháp, cách Paris 3 tiếng lái xe. Chi phí búc xe đi 2 chiều từ Paris là khoảng 300-400 đồng nha. Ở đây nổi tiếng với những khối đá vôi khổng lồ có hình con voi rất là tuyệt cả là vời. Ngồi ngắm nhìn thiên nhiên, thấy bản thân mình nhỏ bé và những vấn đề mình có cũng nhỏ bé theo. Cảm giác một mình ở một nơi xa lạ, không ai quan tâm và biết mình, nhưng mình lại thấy tự tin hơn, hiểu rõ mình là ai, muốn gì và cảm thấy một chút trưởng thành hơn nữa. Ngồi ở đây mình đã nghĩ tới câu áp lực tạo ra kim cương, nhưng có khi không nhất thiết phải là kim cương, mà mình là bạc, là đồng, là sắt,
là một thân gỗ, một nhánh lá hay một giọt nước cũng ổn mà nhỉ? Bởi mọi sự tồn tại trên vũ trụ dù như thế nào thì cũng đều có nguyên do và có giá trị theo cách riêng chứ ha. Suy nghĩ đó khiến mình thấy khoảnh khắc này thật quá xứng đáng để tận hưởng trọn vẹn, rằng mình cũng không tới nỗi nào, rằng mình cũng có ích và là một phần nho nhỏ đang làm một cái gì đó trong cuộc sống bao la này. Khi tới đây thì không thể không gọi cốc rượu táo là đặc trưng, một thức uống đặc trưng ở khu vực này. Ngon! Là mình rất là thích uống đồ có cồn. Đúng là con bố Thái. I'll say hello in Vietnam. Hello, we say xin chào. Xin chào! Xin chào! Girl! Bonjour! Au revoir, Queen! Bonjour! Oh, you're so cute! Chuẩn bị lớp class. Allez, allez, allez. Allez, ching ching. Oppa so generous. Thank you, Oppa. The beer is so good. We love Bucky. I should come here more often. Je veux un verre et une bière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hiểu không? Un verre, s'il vous plaît. Beauty. Chia sẻ mọi người, 3 đêm mình ở Bangkok, mình chưa bao giờ nằm trên giường này. Thật ra đối với mình sofa quan trọng hơn rất nhiều so với giường ấy. Sofa đến mình ngủ ngon, mình sẽ giữ lại. Mình có thể làm tất cả mọi thứ, mình có thể làm việc ở đây. Yeah. Intuition, just wanna follow intuition. All my senses tell me I know what you've been thinking. I've been feeling, what if we got up left this party? Cause I can see you're probably gonna be scrolling feeds all night long. Sáng cuối cùng tại Pagi. Pagi mọi người chắc phải tầm 9-10 giờ mới đi làm nhỉ? 8 giờ sáng thì cảm giác như mới 6 giờ Việt Nam. 10.000 review để xem nhá. Hello. Hello. Lần đầu em đi ăn sáng ở Pháp ấy. Honestly. Không bao giờ đi ăn sáng luôn. Hơi muộn một chút xíu rồi, mình muốn ngắm nhìn lại Bangkok một thêm một chút nữa. Đây là một nơi mà mình đến lần thứ hai nhưng mà mình vẫn có rất nhiều những cái sự háo hức. Rất nhiều những cái nơi họ recommend là đến passage. Mình kiểu passage là cái gì? Là một cái đường đi hả? Nhưng mà nó là một cái ngõ, là một cái hẻm. Let's go. I'm alone with my phone in my DJI small pocket and my young spirit in my, I don't know.